Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có đi với anh Đỗ Ngọc Hồ đi vô cái chỗ này câu cá sạc không biết có nha các bạn. Hello. Anh em mình hôm nay câu giao lưu với nhau là lần đầu tiên nha. Mong các bạn ủng hộ kênh của anh Đỗ Ngọc Hồ. Anh cũng hay đi câu cá sạc nha các bạn. Mình cũng mời các bạn ủng hộ mình nữa nha. Cảm ơn các bạn. Kênh mình là câu cá sạc rằng Đỗ Ngọc Hồ nha các bạn. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Nó đủ cho nó vui. Bây giờ mình với anh Hồ đi vô cái điểm câu các bạn. Cái điểm này á mình phải lội vô ghê lắm bạn. Nó hơi rậm rạp chút. Đây anh em mình đó, tới cái điểm này các bạn. Vô đây đúng là vất vả, hy vọng là có cá. Đường lún lắm nè các bạn. Các bạn ơi, mình tin cá trê các bạn ơi, không biết làm sao. Anh có cái vợt không anh? Các bạn ơi, mình đang dính cái trê to quá, không lên được các bạn. Con này chắc cả ký anh ơi. Một ký anh ơi. Một ký. Anh đầu nó to quá. Má chết em rồi. Còn bớt nó gãy cần sao? Đó, nước nằm ra rồi không bao giờ. Chứ đừng có nãy. Đâu, đây không? Đây qua đây được. Nước này, nước này. Nước rồi, nước. Kéo, kéo. Cá là to quá, mình biết sao quá. Nước kéo, đó. Cá bự quá không biết sao các bạn ơi. Kỹ không? Các bạn coi nè các bạn ơi. Mình câu cá sặc rành mà dính cái trên này chắc là ký đô các bạn. Nè con này nè các bạn nè. Mình đi câu cái sạch rành, mình câu dính nó nha các bạn. Bình thường á mình đi câu cái rô cái cá trê mà nó không chịu ăn đâu.
Nhưng mà nó canh me mình đi câu cái sừng rành nó quất mình thôi. Bạn nào coi ủng hộ mình nha các bạn. Ghê quá các bạn ạ. Mình cũng nhờ anh Hồ anh phụ mình mới bắt được nó các bạn. Chứ không là mình không bắt được nó rồi. Con hỏi chi đâu ấy. Đáng quá. À.